Trang Quỳnh, Bản Mạo Giới Hạn, tập 180, Bắt Cóc Nhân Tài. Quỳnh, chú thượng gọi mày vào triều, có chuyện gấp lắm, vào thay áo quần đi. Eo ôi, cái áo của mày, thối quá, thay áo khác đi. Mới giặt nằm ngói mà chú chê thối. Vào triều gặp sứ tàu, giữ thể diện quốc gia một chút đi. Thế à, thế thì thay. Chạy lẹ đi chú. Chuyện gì vậy? Trả cái áo dài cho tôi, trời đánh ông Quỳnh. Mày lái cái áo của con mắm mà. Còn có một cái áo dài độc nhất, muốn thay cái khác thì chỉ có cách mượn của nó. Mượn sao không hỏi ý nó? Tiền trảm hậu tấu, mượn nó không cho đâu. Chết rồi, thay vì lái cái quần để mặc áo dài, còn lấy nhầm cái váy của nó rồi. Thì mặc áo dài với váy cũng được vậy. Sứ tàu cười mình làm trò hề, không được. Chú cho con mượn cái quần đi, rồi tao mặc cái gì? Váy nè. Thôi mày ơi, tụi nó lại chọc tao là bóng thì chết. Thế thì con không vào triều được, chú có tội với chú thượng. Con về đây. Thằng khỉ, đưa cái váy đây. Hi hi, lính bóng. Sứ tàu đưa sang đây một cái chén kỳ diệu, cứ xúc cơm đi thì nó tự có cơm khác, lúc nào cũng đầy chén. Họ hỏi nước ta có báu vật nào như thế thì đem ra so sánh. Để con tới xem rồi tính. Khoan, ông nào nhỏ con, cho nó mượn cái áo dài với đôi giày. Nói chuyện với sứ thần mà mặc áo đàn bà, còn gì là thể diện? Xem đi rồi ao ước. Cơm này ăn được không? Cứ ăn. Mâm. Mâm. Thôi ăn vừa thôi, xúc thìa nào thìa nấy nặng cá tạ. Chán phép mà sợ hết cơm à? Không sợ hết cơm, nhưng Ngộ sợ nị bé bụng. Bụng của Ngộ là cái bụng thần kỳ, ăn bao nhiêu cũng không bé. Nị xạo, không cho ăn nữa. Xảo thuật chứ không phải phép thuật. Họ sợ mình ăn hết cơm, vậy là có bí quyết gì ở cái chén, đúng hơn là ở cái thùng bên dưới. Sao cậu thường người ra vậy? Bận suy nghĩ đừng hỏi. Mấy ông thua rồi nha. Chúng tôi gỡ được một bàn thắng danh dự rồi. Thua sao được, sáng mai tôi sẽ cho các ông xem cái chén thần kỳ của nước tôi. Cái nị này xạo liên miên, mai mà không có, Ngộ sẽ xin chú thượng xẻo cái mồi móng của nị đó. Ở đâu mình có cái chén ấy mà cậu hứa ngọt vậy? Chuyện quốc gia đại sự, con đâu có đùa. Có chén thần chưa, ông quan mỏng mồi? Mỏng mồi chứ không nói dốc đâu à. Chén đây. Mời. Ồ, cơm lại trồi lên. Về mặt phép thuật, chén của Ngộ cũng ngà như chén của nị. Cứ xúc cơm thì có cơm khác trồi lên. Nhưng về mặt chất lượng thì chén thần của Ngộ ăn dứt chén thần của nị. Các nị thua. Thua chỗ nào? Huệ chứ bộ. Thua chỗ này. Cơm của nị là cơm trắng, cơm của Ngộ là cơm chiên Dương Châu. He he. Đúng rồi, cơm của nó ngon lắm, cơm của mình lạc thét à. Tức thật, cơm chiên Dương Châu là món ăn truyền thống của mình mà lại để hắn đem ra thắng mình. Mời, các đĩa cứ ăn thoải mái, không bao giờ hết cơm. Chả thèm, cơm này ở bên xứ của Ngộ, chất đầy đường. Phải rồi, nước của ông là nước giàu, món gì cũng có. Nói đúng lắm, vậy xứ ông có bánh bèo không? Ối giời, bánh bèo chạy đầy đường. Ha ha, cái nị này mỏng mòi xạo quá. Xạo thế nào? Bánh bèo là một loại bánh gạo đúc, chứ có phải là bánh xe đâu, mà ông bảo là chạy đầy đường. Bánh bèo là bánh gì? Ngộ tưởng là bánh xe loại bèo, rẻ tiền. Thôi, không đấu khẩu với hắn nữa, kẻo thua thèm đấy. Về nhà trọ, mai về nước.
gã hoàng luồng ấy là nhân tài. Hắn đoán ra bí mật của ta nên làm được cái chén y hệt như ta. Bắt hắn đem về nước mà dùng. Biết hắn có chịu làm việc cho ta không? Tống vào miệng hắn một bịch vàng thì lòng yêu nước của hắn sẽ ra đi ngay. Ai cũng vậy cả. Hứ, ông tưởng ai cũng như ông. Gặp tôi một bịch thì chả thèm, nhưng nhiều bịch thì xem lại. Cậu làm thế nào mà có cái chén phép vậy? He he, làm gì có phép, xảo thuật đấy. Các quan xem đi, trò trẻ con mà cũng đem hù người khác. Đây, họ cần một miếng da ở giữa thùng, rồi họ nén cơm từ bên trên xuống, làm miếng da bị võng xuống. Miếng da có tính đàn hồi nên đẩy cơm ngược lên trên qua cái lỗ ở đáy chén. Bởi thế nên phải đậy cái nắp chén thật chặt để cơm không trào lên. Lúc mình xúc bớt cơm đi, tự động cơm ở dưới trào lên như có phép vậy. Xúc xong thì đậy chặt lại ngay, kéo cơm trào ra hết. Chỉ có vậy thôi. Sao cậu thấy được những điều đó vậy? Còn thấy ông quan tàu không dám mở nắp chén lâu nên con đoán là có cái gì đó đẩy cơm lên. Thêm nữa, họ không dám cho con ăn nhiều nên con biết lượng cơm trong cái kệ không nhiều, có nghĩa là chả có phép tắc gì cả. Cái đầu của cậu to thật, khi nào không xài cái đầu nữa thì bán cho ta. Ừ, bán cho ổng để ổng gắn vào thằng con của ổng. Nó học một lớp tới 8 năm lận. Con của Hoàng đều học dốt cả, đừng có chê con tôi. Xong việc rồi, trả cái quấn lại đây. Cái quấn là cái gì? Con có lấy đâu? Cái quấn của tao, mày đang mặc đấy. Cái quần mà. Ừ, quần là tên tao, tao cử. Tối nay chú Thượng Khảo Quân cho con mượn thêm bữa này để con đi ăn tiệc, sáng mai con trả. Tối tao cũng ăn tiệc, không có quấn làm sao tao đi. Để con ăn rồi về kể cho chú nghe cũng no vậy. Trời sinh ra con mà còn sinh ra thằng khỉ kia làm gì để nó ăn hiếp con. Ủa, tên lính của đoàn sứ làm gì ngồi kia vậy? Nị rình mò ai vậy? Làm gián điệp hả? Không ai chơi với Ngộ, Ngộ ra đây chơi một mình chứ có làm gì đâu. Bộ nị khó ưa lắm nên không ai chơi à? Ngộ dễ thương lắm, nhưng chỉ mắc một tí bệnh nên người ta xa lánh. Bệnh gì? Bóng. Bất công quá, bóng đâu phải là cái tội mà người ta ghét nị. Á, à, nị cũng bị bóng, thảo nào nị thông cảm với Ngộ. Nói bậy. Không bóng sao mặc váy, chối làm chi. Hè hè, Ngộ có người đồng cảnh Ngộ rồi, ngồi xuống tâm sự đi. Nói chuyện nãy giờ Ngộ thấy nị dễ mến lắm, Ngộ sẽ giúp nị giàu. Xạo đi bà. Ngộ có tin này rất quan trọng, Ngộ nói cho nị nghe rồi nị đi báo Hoàng, sẽ có thưởng. Hả? Quýnh ơi, chết mày rồi. Đám sứ tàu đang âm mưu đưa mày về tàu đấy. Sao chú biết? Tên lính tàu tưởng tàu đồng bệnh với hắn nên tâm sự cho tao nghe. Được rồi, chú đừng nói cho ai hay cả, con sẽ cho đám sứ tàu một trận. Mày đi đâu vậy? Sắp tới giờ đãi tiệc rồi. Con sẽ trở lại ngay. Mướp, dậy đi. Thằng mà, tối rồi còn tới rủ tao đi chơi hả? Mày còn giữ thanh 500 cha cố cho tao không? Để tao tìm. Còn, đưa cho tao, mau đi. Gã quăng luồng kìa, hình như gã đang say. Trời say trời cũng lăn quay, ta say mặt cũng đỏ gay ai cười. Cho chữa cái tội say xỉn hè. Ta đang mắc tẹ, đứa nào bắt ta ước ráng chịu à. Chịu ước đi, bắt được gã mình sẽ được thưởng đấy. Tiểu không sợ, ta đại à, he he. Kệ ông, tôi nhất quyết chừa bẩn lãnh thưởng. Quan lớn dậy rồi, quan lớn ngủ có ngon giấc không mà? Cao chừa tới một thước, lớn thế nào được, mía ta. Còn đâu dám, mời quan ăn sáng. Phải nói là ăn điểm tâm, đừng nói ăn sáng, ghê lắm. Sao vậy ạ?
Người ta nhầm sáng với sáng, ghê lắm. Quang đùa có duyên ghê. Cái gì đây? Vàng, định mua chuột nhân tại nước Nam à? Còn khuya nha. Thế nào, mẹ có thích không? Trời ơi, vàng mà không thích thì là người gỗ à. Nếu nị chịu cống hiến tài năng cho hoàng đế chúng tôi thì sẽ có cả trăm bịch như thế này. Chịu liền. Áo quần đẹp đây, mời quan thầy để ra mắt hoàng đế. Giống tàu ghe. Giống ghe thì có. Ta muốn lên bồng hóng gió một chút. Mời ngài. Ta muốn làm thơ, hãy để ta một mình. Dạ, một mình chơi với một mình. Thơ còn cóc, làm sao so lại thơ còn ếch của ta? Cái là bạn kia. Cái gì mà nó cứ lắc lắc vậy? Ta chưa hề thấy. Bẩm, nó là cái la bàn để chỉ phương hướng. Lúc nào mũi tên cũng chỉ về hướng bắc. Hay quá ha. Ôi, lượm giùm ta đi. Gắn cục nam châm vào hướng nam. Nón của ngài đây ạ. Cảm ơn, thử người bầu rượu đây. Hoàng hào phóng ghê, lượm có cái nón mà cũng có thưởng. À, khò. Hình như thuyền quay vòng vòng. Trời ơi, thằng lái tàu say mềm rồi. Mày lái. Thằng khỉ không chịu điều khiển tàu, khiến nó chạy lộ hướng rồi. Quay lại. Chừng nào tới nơi, tàu bè gì mà lắc như xe ngựa vậy? Sắp tới rồi, này ráng chịu tí xíu nữa thôi. Tới rồi, đã thấy đất liền. Sao tới nhanh thế? Ơ, qua xem kìa, tàu chiến của thủy quân nước Nam. Qua xét tàu. Chúng tôi là sứ thần Đại Thanh. Dốc, sứ nhà Thanh vừa về hôm qua. Hải tặc giả danh sứ thần xâm nhập lãnh thổ nước ta, bắt hết. Mày lấy thuyền kiểu gì kỳ vậy? Sao lại quay ngược về nước Nam? Con đâu có biết, con vẫn theo đúng hướng của la bàn mà. Quan xem đi. Ờ, thuyền vẫn đi theo hướng bắc, sao chạy về nước Nam? Thuyền của các ông đi về hướng Nam, chứ đâu có đi về hướng bắc. Kim la bàn chỉ hướng bắc đây nè, xem đi. Xem này. Ha ha, tôi gắn thanh nam châm ở hướng nam cái la bàn, nên kim la bàn quay về hướng nam, đâu còn chỉ hướng bắc. Hướng bắc, hướng nam, nam châm của Quỳnh. Sao này biết điều đó? Đơn tưởng chỉ có các ông là bác học thôi, tự hào dân tộc quá lố. Tôi biết kim la bàn luôn chỉ về hướng bắc là do từ tính ở bắc cực. Tôi dùng nam châm để tạo từ tính ở hướng nam. Kim nam châm bị hút về hướng nam, các ông cứ theo đó mà đi, nên tới nước Nam. He he. Các ông dám bắt sứ thần à? Chúng tôi bắt bọn cướp biển giả danh sứ thần, không bắt sứ thần. Các ông sẽ bị giam cho đến khi xác minh rõ các ông là ai. Hôm kia tôi mới nói chuyện với các ông, quên rồi à? Không quen, không biết, không hề gặp. Giam họ lại, cho sứ sang tàu, xin người qua đây xác minh. Tôi hiểu rồi, các ông yên tâm ở tù vài bữa rồi về thôi. Đây là đòn mà gã quan luồn đánh trả mình về bắt cóc gã đấy. Gã không có ác ý. Âm mưu bắt cóc của mình bị lộ, nên gã luồn ấy chuẩn bị sẵn nam châm để bắt mình quay ngược lại. Họ hù mình nên mới nói mình không phải là sứ thần. Nếu họ nói mình là sứ thần thì mình chết liền. Sao vậy? Sứ thần mà bắt cóc quan của họ, họ ghép mình vào tội gián điệp, đem chém tuốt. Hoàng đế mình cũng không bắt tội họ được. Gã quan luồn ấy tài giỏi, mưu trí, láo cá mà lại nhân từ, hay ghê. Mấy ông quan nước Nam này nghịch ghê. Họ không giam mình trong đại lao mà giam vào trại tâm thần. Cái quán của tao đâu? Tối qua con lỡ tè dầm, con vứt rồi. Trời đất ơi, gia tài của tao chỉ có mỗi một cái quán đó thôi. Không lẽ tao mặc váy tới già? Đền cho chú đây, chú đi mua 1.000 cái quán về mà dùng.
Tiền của mấy ông tàu mua chuột con tặng cho chú đấy. Nhờ chú mặc váy nên biết âm mưu của họ sớm để có cách đối phó. À, tao giàu to rồi. Ai cứu con với, cứu con với. Chuyện gì vậy nhỏ? Cha con bị cái gì đó nằm đơ ra kìa. Chắc ổng bị trúng gió, để tao về lấy dầu cạo gió cho ổng. Vậy đi cha nội, mỏi tay lắm rồi. Chắc ổng đi dạo âm phủ rồi. Để con xem. Không còn mạch, người lạnh ngắt. Xong một kiếp người. Xong một kiếp người là sao vậy anh? Là hết sống, là chết đấy. Hòa, chết thì nói đại đi, lòng vòng chi vậy? Cha ơi, cha bỏ con sống với ai đây? Về sống với thằng Quỳnh đi. Người ta đang đau khổ mà con đùa. Bép. Thôi đừng khóc nữa, lo chôn cất ổng đi. Ủa, sao chưa chôn ổng đi? Con đâu có tiền để làm đám ma. Nó không có tiền mua hồn cho cha nó, không lẽ nó cứ để ổng nằm đó mãi. Gom tiền cho nó đi. Ừ, làm phước đi. Cầm tiền mua hồn, thuê người chôn ổng đi. Con cảm ơn các bác. Tụi anh cũng gom được một ít, em cầm đi. Chúng mày về lấy cuốc xẻng ra đây để đào huyệt. Khỏi phiền các anh, em có tiền để thuê người rồi. Cảm ơn các anh. Nó không cần mình, về đi. Từ từ, ở đây xem có giúp gì được cho nó thì làm. À, trái tim của thằng Quỳnh bị dung dinh rồi. Đúng rồi, còn nhỏ dễ thương quá mà. Nói bậy, tao về đây. Quỳnh, theo tao, xe trường này lạ lắm. Có phải ông kia là người chết hôm qua không? Ổng chứ ai. Lại là trò lường gạt, xin đéo đây. Ông ơi, hôm qua ông mới chết, sao hôm nay ông lại sống? Chắc khi không mà trụ tao chết. Không phải ổng chết, mày chết. Dứt khoát đúng là ổng, mình không nhìn nhầm. Ừa, tao cũng nghĩ vậy. Cả làng bị ổng lừa rồi. Nhưng mà chính tao xem mạch, tao thấy ổng chết thật mà. Thầy làng Quỳnh xem mạch, ai cũng chết cả. Tao đùa chút mà giận à? Không, tao đi gặp thầy tao. Chuyện ấy không có gì lạ đâu con ạ. Có một số nhà sư ở Tây Tạng luyện được cách điều khiển cơ thể của mình. Họ có thể tự làm cho mình chết trong một thời gian. Có lẽ người này đã luyện được cách đó. Hay gì? Con sẽ sang Tây Tạng học cách ấy. Khi nào mà định đánh đòn con thì con chết. Chết để xin tiền gọi là xin đéo. Còn cái mà giả chết để tránh bị đòn thì gọi là con đéo đấy con ạ. Đằng nào cũng đéo cả, không nên làm. Chuyện gì mà chú buồn vậy? Vợ con giận con, bỏ về nhà mấy bữa nay. Con buồn quá mà ơi. Ôi giời, có gì khó đâu. Cho người sang báo với thím ấy là chú đau nặng, thím sẽ về ngay thôi. Quả là người cao kiến. Cao kiến gì? Tôi đã từng bị cậu Quỳnh gạt như thế cả chục lần mà vẫn cứ tin. Bà Lý ơi, ông Lý đau nặng lắm. Ông xuất mất 50 cân, ông thở thoi thóp. Chủ về nói với ông rằng trò giả bệnh ấy xưa hơn trái đất. Sao cậu Quỳnh lừa mợ Quỳnh được mà tao lừa vợ tao không được nhỉ? Tại cậu Quỳnh đẹp trai, phụ nữ dễ bị lừa. Ý mày nói tao xấu? Nà ná như thế ạ. Ông Lý ơi, có người chết ở đầu làng. Con gái của ổng không có tiền để chôn cất ổng. Nó khóc ghê lắm. Rồi, bốn củ soạn lại rồi. Con biết vụ này, ổng xin đẻo đấy chú ơi. Chú bỏ tiền ra mua một cái hộp để chôn người chết. Ê ê, tự dưng mày bảo tao mua hồn. Tao còn yêu đời lắm. Con không nói mua hồn, con nói mua hộp cho đỡ ghê. Thứ nhất, ai mua hộp trước sẽ sống rất thọ. Các cụ già mua hộp cho mình để sẵn trong nhà. Hộp bụp mà các cụ vẫn khỏe ra. Thứ hai, mua hộp để bắt một kẻ xin đéo
là đóng góp công giữ gìn trật tự xã hội. Thứ ba, mua hộp để mợ quay về. Mua hộp có ba lý do chính đáng, chú đồng ý không? Ừ, đồng ý. Tới trại hộp, hễ còn khóc thì các chú khóc nhé. Bán cho con một cái loại cực đại. Không có loại cực đại, chỉ có loại này là lớn nhất. Hù hù, chú Lưu ơi, không có loại cực đại, mua đỡ cái nhỏ vậy. Hù hù, ông Lý ơi, không có loại cực đại, mua cho ông Lý à? Hù hù, mua cho ai kệ con, ông đừng hỏi. Ông Lý Lưu qua đời rồi, thằng Quỳnh mới mua hồn, khóc ôm xồm. Hả? Anh Lưu chết thật à? Mình ơi, em xin lỗi, em tưởng mình giả bệnh gạt em. Ông bà làm phúc cho con xin tiền để mua hộp cho cha con. Hu hu. Ông Lý tới, sao người ta đồn ông chết rồi? Thôi, cháu đừng khóc nữa, để ta lo cho. Mang hộp tới. Con xin tiền chứ đâu có xin hộp. Thì xin tiền mua hộp, ta tặng luôn cái hộp cho tiện việc. Bỏ ổng vào. Khoan ạ, chưa coi vợ đâu có cho ông được ạ. Vợ nào cũng của trời đất, xem chi cho mệt. Đóng đinh chặt vào. Cộp cộp. Đưa ra đồng. Mở ra, tôi chưa chết. Thả xuống, lấp đất lại. Ầm ầm, tôi chưa chết, chưa chết. Chưa chết cũng tròn, thành phần bất hảo, sống chặt đất. Con lại ông Lý, tha cho con đi. Ông Lý lại còn bỏ nghệ lường gạt người khác đi. Con thề sẽ không làm như thế nữa. Ở trong này sợ quá ông Lý ơi. Mở cho hắn ra. Chạy lẹ đi, con ơi. Hù hù, mình ơi. Có kẻ xin đẻo nữa à? Mình chưa chết à? Ai bảo tôi chết? Thằng Quỳnh. Còn có tuổi rồi, không đùa dại như thế đâu. Thế sau khi mua hộp, con đòi loại cực đại, khóc ôm xồm để người ta tưởng rằng con mua hộp cho ông Lý. À, ta hiểu rồi. Lợi dụng việc đi mua hộp cho ông kia, con giả vờ khóc để đánh tiếng cho ta. Ta tưởng ông Lưu chết thật nên chạy về. Dạ, cũng na ná như thế ạ. Thế là khóc đẻo đấy con ạ. Không bắt được nó, mình phải chịu tội thay cho nó. Sao cũng được, miễn mình về nhà là tôi vui rồi. Hi hi, vừa chỉ được ông xin đéo, vừa cứu chú Lù thoát khỏi cảnh cô đơn.